Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình ạ. Hôm nay con xin giới thiệu đến cô chú anh chị mình một cặp sứ ghiên ha. Sứ nguyên thủy nha cô chú anh chị mình. Một cặp sứ chân trái bí rất là đẹp ha, củ trái bí ha. Cây này hoa màu đỏ cánh đơn nha cô chú anh chị mình, màu đỏ nhung rất là đẹp luôn nha. Đó, bồ tàn của cây ha. Củ tròn đều nha cô chú anh chị mình. Cây này hoành củ là 126 nha cô chú anh chị mình ơi, cây số 1 nha. Con có hai cây cái hoành củ bằng nhau luôn nha. Tại tháng này tháng mưa đó cô chú anh chị mình, cho nên cái bộ lá nó không được xanh ha. Tại vì con ở nhà cũng ít có xài phân gì kích thích cây, cho nên cái lá nó như vậy nè. Nhưng mà cây mình sống rất là khỏe nha cô chú anh chị mình. Đó. Con để cây tự nhiên không có xài phân, xài thuốc gì nhiều ha. Đây cái bộ cũ của nó là 126 nha cô chú anh chị mình, cây số 1 ha. Cây số 1 tròn đều không bị thẹo dứt gì hết trơn nha cô chú anh chị mình. Rồi mình đi qua cây số 2 nha cô chú anh chị mình ơi. Đi với con qua cây số 2 nha. Đây là cây số 2 nha cô chú anh chị mình. Để con ra rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị mình. Cây số 1 với cây số 2 này là nó bằng nhau luôn nha cô chú anh chị mình. Chiều cao, chiều tán gì với lại củ là 126 bằng nhau luôn nha. Củ 126 luôn. Thành củ 126. Cây này con trồng trên chậu 70 nha cô chú anh chị mình ơi. Đó. Cây này củ trái bí nha cô chú anh chị mình. Tròn đều luôn nha. Cái này là tự nhiên luôn nha, không ghép không gì hết nha cô chú anh chị mình, củ cũng tự nhiên luôn nha. Củ là 126, hai cây bằng nhau. Màu đỏ nha cô chú anh chị mình, màu đỏ cánh đơn nha, màu đỏ nhung nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi, cô chú anh chị mình ai yêu mến em này liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668 nha. Cặp này con bán với giá là 2.800.000 một cây hết cô chú anh chị mình. Con bao phí ship nhổ cây lên giao nha. 2.800.000 một cây, bao phí ship nhổ cây lên giao nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình qua clip sau nha.